Cắn sao không cắn? Cắn. Bà nào. Từ đường anh à, ừ. Ừ. Đúng rồi đó, ừ. Đúng rồi, ừ. Sao, sao vậy? Ý mày mày đồng ý. Chúi ơi, nay phù hộ cho tao nghe mày. Gõ đi, gõ đi. Bèn thỉnh đi con. Thỉnh đi. Bốn con bữa ra làm gì mà ẩm ăn trái chuối làm ghê vậy? Hôm nay ăn chuối nên thức ăn không? Ủa chơi trò gì mà có trái chuối? Trời chơi có ăn chuối này kìa. Thì đó bữa chơi trò ăn chuối mà. Dạ bữa nay chơi trò gì anh Phát? Chơi bịt mắt đút chuối. Bịt mắt đút chuối đó. Ai biết cái trò này nè rất là vui luôn. Vui không? Có nghĩa là bịt mắt rồi xoay 3 vòng đút trái chuối cho người đối diện nghe đúng không? Biết rồi hả? Biết lịch chơi đó. Sao biết lịch? Nói chung là những trò chơi là thích biết lịch hết trơn. À, thôi để em đút cho bốn công an trước đi. Nhưng mà không phải bịt một người đâu nha. Bịt 2 người. Ờ mà 2 người, người nào cũng bịt chứ á. Mà nói chuyện là thua phải không? Ờ nói chuyện là thua. Ai nói chuyện nhảy xong đi. Ừ. Ai là nói xong liền. Làm sao đút được trái chuối ừ. Của người ngồi đang ngồi vô. Để em đút cái trái chuối em vô miệng có bốn cung mới được. Chuối có công thức lạ lắm. Chuối có công thức rất là lạ. Ngồi ngoài có được chỉ không? Chỉ đường không? Cho chỉ cũng được nữa. Không 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 cho chỉ. Cho luôn đi. Ừ. Cho chỉ mới dặn xong tôi chỉ cho đi đứng xong. Rõ ra bây giờ là có nghĩa là bổn cung ngồi đó ở đây đúng không? À rồi bây giờ em để em chơi trước cái này vụ này em đút chuối này em đút hay lắm. Đây. Cái nào bây giờ như ý muốn ăn cái nào? Cái nào chỉ đây. Chỉ đây. Cái này nhỏ hay là cái này nhỏ nè. Đó. Giờ mình mới đầu mình phải lọc chuối phải không? Đúng để rồi. Thấy đường đâu lọc. Mà biết đó. Chơi không trời mình lanh dữ sao trời. Không thợ nói chung là cái đút chuối là hồng ra là anh hay lắm. Chồng mình gớt trái chuối là thua nha. Ừ. Rồi nè anh Phát cầm đi rồi bỗng con lại ngồi đi để tao đút cho là đứng đây xe 3 vòng lại đó đút phải không? Ừ. Ngồi đây luôn cái gì đúng rồi đó đút sao mày à, lịnh ra sau lưng có như ý lịnh ơi là anh Phát lại đây nè anh Phát ơi có cần nhân viên phục vụ đeo mặc khẩu trang không? Chị đeo. Rồi đó. Rồi em sao nè anh đeo cho em đi. Rồi đeo đi, tao thử cho. Rồi, thấy đường không? Thấy đường không? Bít rồi đó phải không? Ừ. Rồi bây giờ xe 3 vòng phải không? Đưa trái chuối, đưa trái chuối. Trước mặt là đang gì đây? Không thấy. Cái trái chuối đâu, đưa cái trái chuối. Đây để làm vỏ cái. Đây. Từ từ. Ok, từ từ. Rồi. Sao phái quá. Ok quá. Ra chuẩn bị quay nè. Mà đút ăn được cái gì chạy quên nữa. 500.000. Ok rồi. Trái chuối là 500. Rồi bây giờ xe quay nè. Rồi, bịt mắt đi. 1 vòng. 2 vòng để xào tự xây cho ơi chơi ý ơi bổn cung đâu không có lên tiếng nha bổn cung lên tiếng nha trời ơi nó giống như đầm cá quá đưa một chỗ thôi trời bây giờ mình đâm nhà nào đụng mới được đó ừ cái miệng đâu đây à cái miệng này đụng rồi đó đụng nha ăn đi à mà ăn để mình phải nghe cái tiếng thở mới được bóp rồi 1 miếng rồi đó cắn sao không cắn cắn đi trời 500.000 nó cắn đi cắn trời ơi gần hết trái không chịu cắn miệng mày đâu thả miệng bự hột báo vô trời sao mãi kìa sao ăn được bây giờ mà hả miệng bự đây sợ với chuối đứa mù đút cho ăn đứa mù sắp được rồi đó má đó cắn vọng vô con mắt nè trời ơi 500.000 nè bận ra nha đâu nói là thua đó nha nói đút vô miệng ăn chua luôn đó đó tại vì rồi dạ quất hết lên cưng vô thẳng rồi thẳng rồi thẳng sĩ Ăn hết rồi. Má ơi, đút cái kiểu gì lên tới đầu nhỏ luôn. Rồi. Ok, kiếm thảo. Yeah, hay quá. Quá chuyện sao vậy mà không công. Sợ. Cười ra nước quay mặt nó coi kìa, có mặt nó ăn chuối, cái khổ sở gì trời. Chua không? Quận tiếp theo là tới lệnh với Ly Ngô. Rồi Ly Ngô ngồi đi, cho lệnh nó đút. Em đút chuối của em cho chị Lô ăn đi. Chuối nào tao cũng ăn hết trơn. Đâu? Không có chơi vàng nha. Sao ba quận không ai nói chuyện cho nghe mới được nha. Cái gì khẩu trang nước miếng không vậy? Đâu ra vậy ông nội. Khẩu trang nãy trái chuối nãy ông thức ông chứ. Rồi rồi nè, bây giờ không ai nói chuyện nha, đừng có nói chưa, chuyện. Chưa, để lột chuối. Chuối đâu? Chưa, để lột chuối. Đây mặt Ly Ngô đã bịt kính cho. Kính à. Còn thấy đường không? Còn thấy đường không? Thấy, thấy. Đó. Đó. Nè, cầm. Mày phải nhớ được cái miệng chỗ nào nha. Đây, lệnh 10 lít, đâu, trái chuối đưa lên đây. Ok, bây giờ lệnh 10 lít, 3 vòng. Lột vỏ sẵn rồi đó. Rồi, lột, thêm 3 vòng. Đó. Xây xong bỏ họng ăn luôn. Mình không nói chuyện nữa nè, đặng cho lệnh 10 lít đó. Trong mặt luôn rồi, trong mặt luôn rồi. Nó trọt kìa. Nó đầm cá lóc. Đầm cá lóc hả mày? Để cho chị Ly. Không có nói chuyện được. Ai cho nói chuyện đâu mà tới. Bên phải, bên phải. Mày chọt đâu, 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 đâu. Đâu không ở miệng á trời. Cái gì vậy? Không nói chuyện được, không có cho nói chuyện được không? Ừ. Đâu vậy? Đâu vậy? Đâu? Pha nào? Đâu mày? Chọt nữa mày đút chứ tư. Không ngay chỗ này mày đút chỗ khác rồi mày nhấn chỗ rồi. Đâu mày? Thì mày cứ thọt đi thì chỗ nào chúng nó ăn. Sao mà khó chọt như vậy? Thì chỗ nào không trúng thì nó ăn, chỗ nào nó ăn là nó trúng nó ăn rồi. Trời ơi. Ok. Nãy giờ chọt cái đó. Chọn vô con mắt rồi. Chọn con mắt. Thôi bây giờ tới ai đây ta? Thôi bây giờ như ý với Ly Ngô đi. Ừ. Đây nè, đây nè. Quơ kìa, quơ kìa. Quơ kìa. Phải không? Phát lại xây 4 cung 3 vòng. Sợ lắm. Đây đứng tự xây cho xây rồi nè. Cho xây đó. Rồi nè. Nè, một vòng nè. 1 2 3. Rồi 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 rồi. Đốt. Đâu đâu đâu. Ừ, đốt. Ừ. Ly ơi chỉ đường em biết nghe. Không bên phải. Đây nè, qua đây nè. Lộn được rồi. Đi qua bên kia rồi, lộn rồi. Đây nè, đi theo từ đường anh nè. Ừ. Ừ. Đúng rồi đó. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Sao vậy? Làm gì vậy? Ai chỉ đường con nhỏ vậy? Mất trái chuối luôn kìa. Trái chuối. Cho trái chuối khác nè. Đây là đâu, tôi là ai? Đúng con bịch. Sẵn luôn rồi. Bịch con mắt lại. Ừ. Ướp nhẹp quá. Đấy, ừ. Ừ, ở đây thấy đường nè, mày khỏi đâu con. Ừ, thấy cái cục khỉ gì đó. Rồi đó, tự nhiên bây giờ không nói chuyện nè, mình chỉ đứng một chỗ mình. Nội mày. Mò cái gì vậy? Nè, cái trái chuối đây nè. Mò trái chuối. Ừ. Được chưa? Rồi xe 3 vòng. 1 2 3 rồi. Đút. Đến hết á, không ai nói chuyện nha, Ly Ngô không nói chuyện nha. Nó hợp nè. Nó hợp nè. Thấy chị Ly chưa? Ờ, Ly Ngô không nói chuyện. Thôi, không có dịp giờ, không có gì cho nó. Ừ. Ừ. Đúng rồi đó, ừ. Trời, nhanh rồi. Được chưa? Chạy lên đầu Ly Ly không á. Thôi. Rồi bây giờ quấn tiếp theo là Như Ý, Ly Ngô đút cho Như Ý. Mà bổn cung ngồi đi. Rồi cầm cái chuối này. Đó. Rồi xoay 3 vòng. Nhớ là em ở dưới đất chứ không phải trên trời. rồi nha. Rồi ok nè. Chị quẩy với em. À. Rồi chưa? Rồi 1 2 3. 1 2 3 rồi. Rồi đút đi. Chưa đi gì đâu, tới đâu chứ chứ chúng mặt xe nhầm nhộng luôn. Chưa đi tới đâu đút cái gì. Tới chưa ta? Trời không nghe nói chuyện. Cái gì có nghe gì đâu. Không có cười. Tạo ra tiếng động là phạt nó. Nhanh vậy, nhanh vậy. Không, ý nó chơi cười kìa. Không có vui. Vậy, vậy thì sao? Cái cho thắng không? Hả? Cái cho thắng không? Hả bây giờ chơi vậy không có vui quay. Tự nhiên cái cười nè đó. À, bây giờ vậy nào, bây giờ anh với thằng Lịnh bịt mắt. Hai đứa ngồi đây đi, là thử ai là người chiến thắng. Nữa hả? Ừ, hai đứa ngồi ăn thôi, anh với thằng Lịnh đút. Hai thằng đút là bịt mắt, hai đứa kia là không có bịt mắt. Mà có cho chỉ không? Không cho chỉ. Nín thinh à? Nín thinh luôn. Rồi ok chơi. Ừ. À, bây giờ mình sẽ lọc chuối nha, thử ai thà tài coi ai đút chuối giỏi hơn ai nha. Em với anh đôi là trái nào dài. Đó, đó, đó. Đó. Lỡ lọt kia dưới sông thì sao? Ai nói chuyện luôn nha. Rồi bây giờ mình đi từ xa lại đi. Ok. Chơi. Chơi mà phải chơi rõ ràng từ xa. Rồi, rồi. Ở đó không nói chuyện nha. Ok, ok. Bịt mắt nè. Rồi chứ. Rồi. 1, 2, 3 say không? Đây đi. 1, 2, 3 nào. Thắng trận này đừng chịu phải không? Ủa, đâu rồi? Ông nói chọn hai kiểu, chọn em. Đâu rồi, không nói được. Trời ơi, lá cây gì đó. Không, bên này mới được. Đâu rồi? Ăn thôi xuống sông hả? Ý mày đồng ý. Ông đội ơi, ăn hết tới rồi. Đâu vậy? Ăn hết tới mà. Kìa vậy ta. Rồi mày đâu vậy? Như sao vậy? Em té rồi. Đâu vậy Ly? Ừ. Đâu út vậy? Chết. Mày đứt sình tao quánh mày đó. Tao chuối là chị đi. Vừa vừa nha. Trời, nó đứt sình em kìa, nó đứt sình kìa. Dạ. Đâu rồi chị đi. Ý kìa, ý kìa. Đúng ý kìa. Cái chú gì đang thui vậy má? Nãy lỡ nó dúng sình à. Ăn được, ăn được. Thôi ơi. Đâu vậy chị Ly? Đâu vậy? Đánh